Nhà đất Hằng Ni chuyên bán nhà phố quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị quý thiền thân mến. Và trong buổi trưa đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại một trục đường mặt tiền đường, thuận tiện kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn nè. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu tọa lạc tại mặt tiền đường Huỳnh Văn Nghệ thuộc trung tâm phường 15 quận Tân Bình nha cả nhà. Nhà mình thì kết nối với đường Trường Chinh, trục đường Phan Huy Ích, cũng như là chúng ta di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 7 đến 10 phút thôi để gửi khách hàng mình một căn nhà mặt phố cao lên tới một trệt 4 lầu, 5 tấm bên trên á, được gia chủ có thiết kế thang máy luôn mà giá bán thì phải nói là vô cùng hợp lý luôn nè. Đó, mặt tiền đường phải nói là quá sầm uất luôn rồi, thích hợp vừa mua ở mở văn phòng công ty, showroom, spa, shop thời trang, cơ sở giáo dục y tế, cũng như là mình mở quán ăn, nhà hàng, cà phê, tiệm thuốc tây nữa cả nhà. Đường trước nhà của mình thì được trải nhựa nha, những hũ rộng 7 đến 8 mét, chưa tính vỉa hè hai bên nữa. Đó, chúng ta có vỉa hè khi mà mình ở mở văn phòng công ty á, hoặc là kinh doanh mua bán gì đậu xe phía trước rất là thoải mái luôn. Và căn nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu khách hàng mình kết cấu chuẩn là một trệt 4 lầu có ban công sân thượng bên trên, mẫu thiết kế tầng cổ điển nè cả nhà. Nhà này mà buổi tối lên đèn cũng rất là lung linh luôn á. Mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công ra bên ngoài, kết hợp với trồng đầy đủ cây xanh, đèn trần chiếu sáng nè. Với diện tích cho ngôi nhà thì ngang 5, chiều sâu là 21m nha. Tới 5, ngang 5m là cả nhà, khuôn đất công nhận đủ cho ngôi nhà là 101m2, thuộc hướng chính là hướng Bắc, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mời là Đông Tứ Trạch, cũng như cái hướng là hướng chính Đông, chính Nam, phường Đông Nam nha. Với công năng sử dụng bên trong nhà rờm, mặt tiền phía trước dùng để kinh doanh, không gian khu vực phòng khách, phòng bếp bên trên gồm 8 phòng ngủ. Đó, mình có ban công sân thượng trồng cây trồng hoa đầy đủ luôn á. Ban công sân thượng rất là to luôn cả nhà. Một căn nhà được gia chủ có thiết kế thang máy bên trong nhà, mà giá bán thì gia chủ mình đang giao chỉ 11 tỷ 700 triệu đồng thôi, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà nha. Một căn nhà phố mặt tiền đường giá bán phải nói là quá hợp lý luôn rồi. Đó, khu này thì kinh doanh mua bán rất là sầm uất luôn á. Tiệm thuốc tây nè, cũng như tiệm tóc, tiệm nail đầy đủ luôn nha cả nhà. Spa, serum. Và nhà thì kết nối với trục đường Phan Huy Ích rồi, cũng như là đường Trường Chinh, chúng ta di chuyển về các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rất là thuận tiện luôn. Căn này mà chúng ta mua để mở văn phòng công ty, mặt tiền phía trước để kinh doanh, hoặc là căn hộ dịch vụ bên trên thì quá phù hợp luôn á. Cùng Hằng Ni ngắm nhìn là một lần nữa nha. Và em bắt đầu di chuyển lên bên trên để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà. Một căn nhà tọa lạc tại vị trí trục đường Huỳnh Văn Nghệ thuộc trung tâm phường 15 quận Tân Bình nha các nhà. Đó, và nhìn từ phía bên ngoài nè, phía trước thì chúng ta có một cái vỉa hè cây xanh, mình tha hồ đậu cây, đậu xe cũng như là trồng cây trồng hoa luôn á. Hai phía bên thành tường của mình là gia chủ mình có trồng cây nhẹ nhẹ ở đây á. Và nhà thì được gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa cũng như là hệ thống camera đầy đủ hết rồi, vô cùng an ninh an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống luôn. Và từ không gian mặt tiền chính phía trước nhìn lên mặt tiền của ngôi nhà một lần nữa nè cả nhà, đẹp quá ha, giá bán thì quá hợp lý luôn rồi á. Và gia chủ thì trang bị cho mình một lớp cổng sắt CNC 4 cánh phía trước nha. Và từ nhà của mình nhìn ra không gian khu vực mặt tiền nè. Đó, mặt tiền đường Huỳnh Văn Nghệ nha cả nhà. Căn này mà mua về thời điểm này thì phải nói là tương đối hợp lý luôn rồi. Một căn nhà mặt tiền với giá bán thì chỉ bằng một căn nhà phố hiện nay đang rao bán thôi, mà có thiết kế thang máy luôn á. Đó, và di chuyển vào bên trong thì mình có thêm một cái khoảng sân nữa. Chúng ta có thể đổ được khoảng chừng 6-7 chiếc xe máy rất là thoải mái luôn, kèm thêm một lớp cửa nữa nha, cửa gỗ 4 cánh nè. Và bên trên thì gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi, trần thạch cao 60-60 nè cả nhà. Và em di chuyển vào bên trong ngôi nhà, không gian khu vực phòng khách của gia đình mình đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi nha. Sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tivi. Hai phía bên thành tường của mình thì được gia chủ mình ốp gỗ nè cả nhà. Đó, một căn nhà chính chủ thiết kế rất là đẹp luôn á. Bên trên tường của mình thì có tranh treo tường đầy đủ luôn ha. Nhà này chúng ta mua về chỉ cần xách vali vỏ thôi. Bên dưới gạch của mình thì gạch 60, 1m2, bóng kính chống giày chống chân chợt luôn á. Và em di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà. Tặng lại toàn bộ nội thất chủ thì mình khi mua luôn nha cả nhà. Nhà chính chủ xây dựng để ở cho nên rất là kiên cố và chắc chắn luôn.
Ở đây thì chúng ta có một cái phòng kho nhỏ nhỏ nè, có kho để đồ tại tầng trệt luôn. Và phía bên trong này thì được gia chủ thiết kế làm ô cửa giếng trời, thông thẳng lên khu vực sân thượng phía bên trên luôn ha. Nhà mình thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Đó. Và cùng hàng ni từ khoảng không gian khu vực phòng khách nè, nhìn ra mặt tiền chính phía trước một lần nữa nha cả nhà. À, nhà mình hai lớp cửa rất là kiên cố và chắc chắn luôn. Và em tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực bên trong để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà nha. Một căn nhà được gia chủ thiết kế có thang máy luôn, rất là thuận tiện để di chuyển. Thang máy thì phía bên tay trái của hàng ni nè. Đây không gian khu vực thang máy. Và mình có cầu thang bộ nè cả nhà. Và cuối nhà của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực phòng bếp nha. Bộ bàn ăn tròn 6 ghế cùng với hệ tủ bếp đầy đủ luôn nè. Và cuối nhà của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực toilet tại tầng trệt dành cho khách khi đến chơi nhà. Toilet thì mình có lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, gạch ốp phun trần luôn. Đèn trần chiếu sáng đầy đủ hết rồi. Hệ tủ bếp của mình nè cả nhà. Gia chủ thì rất là tỉ mỉ luôn á. Nhà tuy là đang ở cho nên là rất là gọn gàng và sạch sẽ luôn. Đó, bộ bàn ghế gỗ đầy đủ luôn ha. Và cùng hàng ni chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Thì trước tiên hàng ni sẽ đi bằng thang bộ trước một lát nữa em sẽ đi bằng thang máy nha cả nhà. Và mình từ khoảng không gian này nhìn ra phía trước nè. Đó, diện tích của ngôi nhà với lợi thế là ngang tới 5 mét lận. Cho nên nó không gian rất là rộng luôn á. Đây, cầu thang được gia chủ mình đắp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ. Bên trên này là đá marble nè cả nhà, phía bên dưới là đá hoa cương ha. Đó. Còn khoảng giếng trời nằm ở giữa nhà, rất là thông thoáng luôn á. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1. Mình di chuyển vào không gian phía trước để chúng ta cùng tham quan là phòng đầu tiên. Tùy theo phong nhu cầu sử dụng của gia đình mình, mình có thể thiết kế làm phòng này, làm phòng bếp phía bên trên tầng lầu 1 nè. Đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi, bộ bàn ăn 6 ghế, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, cũng như là máy lạnh riêng bên trong phòng luôn á. Hoặc là chúng ta sử dụng làm phòng này, làm phòng ngủ cũng được luôn nha. Mình thiết kế làm căn hộ dịch vụ á cả nhà. Phòng nào cũng có hệ tủ bếp bên trong hết á. Đây ban công chỗ ra phía trước nè. Đó. Nhà thì thiết kế hoàn thiện hết rồi, phòng này có hai cái máy lạnh luôn á. Đây, 1, 2. Đèn chiếu sáng đầy đủ hết luôn. Đó, hệ thống tủ bếp của mình có sẵn máy hút mùi luôn nè cả nhà ơi. Quá xịn luôn rồi. Đó. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình, em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sở hữu ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Em tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan là phòng nằm ở phía sau nè cả nhà. Đó, phòng ngủ thứ hai ha. Nhà thì phòng thứ hai phía sau gia chủ mình để trống. Mình có một cái ô cửa sổ nè, chỗ khu vực giếng trời nằm ở cuối nhà. Nhà mình có hai giếng trời, một giếng trời nằm ở giữa nhà, lúc nãy Hằng đi có quay rồi. Và một giếng trời nằm ở cuối nhà nè. Rèm màn cửa đầy đủ hết luôn rồi đó cả nhà. Và không gian khu vực toilet nữa ha. Toilet thì chúng ta có lavabo, đường soi, gạch ốp phun trần, vòi tắm hoa sen, ô cửa sổ chỗ khu vực giếng trời đầy đủ luôn. Bên dưới sàn của mình thì lớp sàn gỗ á. Và cùng hàng ni chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà. Và em tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo. Nãy em quay là lầu 1 rồi đó, bây giờ hàng ni sẽ đi lên lầu 2 nha. Đây cầu thang của mình nè cả nhà. Cầu thang ở đây thì mình ốp thang máy, ở đây thì mình ốp đá đó cả nhà. Mình có tầng trệt nè, lầu 1, bây giờ hàng đi lên lầu 2. Thang này thì nặng 450 kg, mỗi lần di chuyển như vậy được 6 người nha, thang bóng kính nè. Nhà này thì chính chủ mình xây dựng để ở, nay đang cần bán đó cả nhà ơi. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày luôn. Với giá bán gia chủ đang giao là 11 tỷ 700 triệu đồng. Một mức giá phải nói là quá hợp lý cho bằng một căn nhà phố thôi. Nhà phố trong đường hiểm thôi nha cả nhà. Và nhà mình thì là nhà mặt tiền luôn á. Đây em đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ thứ ba, nằm ở phía trước, đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi. Chúng ta có toilet sử dụng riêng luôn, bồn vệ sinh, lavabo, đường soi, vòi tắm hoa sen, giá treo đồ, gạch ốp phun trần. Và phòng ngủ thì đầy đủ nội thất rồi nha. Bộ bàn ăn nè,
bộ bàn trà ghế ngồi chứ, giường ngủ, bàn trang điểm, kệ tủ, tivi, tủ lạnh bên trong phòng luôn, rèm màn cửa hai lớp, hệ tủ tắp vào giường, tủ quần áo. View ban công sân thượng của mình đây. Đây, view bo tròn sắt đúc CNC, có trồng đầy đủ cây xanh luôn á. View ra trung tâm thành phố của mình nha cả nhà. Em rất là thích căn này luôn á. Nhờ cái diện tích chiều ngang là 5m. Quá rộng luôn, ngang 5, chiều sâu là 21m nha. Khuôn đất của mình công nhận đủ là 101m2 lận. Đó, chúng ta có kệ tủ tivi, tivi nè. Đầy đủ hết rồi, tủ quần áo, giường ngủ, bàn trang điểm, máy lạnh riêng cho mỗi phòng, bên trên trần là trần chìm giật cấp, bên dưới thì gia chủ mình lót sàn gỗ nha cả nhà. Em tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ tư nằm ở phía sau để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà. Đây, phòng ngủ thứ tư đây, gia chủ đã thiết kế cho mình sẵn cho mình một cái giường ngủ nè, bàn trà, ghế ngồi kèm không gian khu vực toilet. Căn này mình mở làm căn hộ dịch vụ hay là khách sạn hoặc là gia chủ mình vừa ở vừa cho thuê rất là thuận tiện luôn. Toilet thì đầy đủ các trang thiết bị rồi nha. Thôi vào cùng Hằng đi. À đây nè cả nhà, tủ giường của mình á, gia chủ có thiết kế cho mình một cái tủ để đồ bên trong luôn á. Đó. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo nha. Khu vực hành lang cầu thang của mình, gia chủ cùng ốp gỗ luôn ở bên thành bức thành tường của mình nè. Đó, cùng ốp gỗ vào luôn ha. Đây. Em tiếp tục đi bằng thang máy để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà nha. Hằng Ni sẽ đi lên lầu tiếp theo. Lầu 3 nè cả nhà. Nãy em quay là hai lầu đó, tầng trệt, lầu 1, lầu 2 nè. Thì bây giờ em sẽ quay tiếp tục lầu 3 để chúng ta cùng tham quan nha. Đây, tới rồi. Không gian khu vực lầu 3 của gia đình mình. Phòng ngủ tiếp theo nè cả nhà ơi. Đó, phòng ngủ thứ 5 rồi. Chúng ta có khu vực ô cửa sổ giếng trời nè, đầy đủ luôn ha. Và không gian khu vực toilet đây, cũng đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh rồi. Cũng giống với trang từ bên dưới thôi, cho nên thằng Ni sẽ lia máy nhanh nha. Và di chuyển ra phía trước này thì mình có hai phòng lận á. Hai phòng luôn. Một phòng nằm ở giữa nhà nè cả nhà. Phòng nào cũng có toilet sử dụng riêng hết rồi. Chúng ta mua căn này về cho thuê, kinh doanh rất là thuận tiện luôn. Và không gian khu vực toilet của mình. Đây, toilet thì chúng ta có đầy đủ rồi nha. Bồn vệ sinh, lavabo, đường soi, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần. Đó. Phòng nào gia chủ cũng có lắp máy lạnh rồi á cả nhà. Phòng bếp thì tới hai cái máy lạnh luôn á. Và phòng tiếp theo nè. Đó, phòng ở phía trước ha. Phòng này thì chúng ta có ban công chỗ ra bên ngoài. Tầng này thì tới 3 phòng ngủ lận. 3 phòng với 4 phòng bên dưới là tổng là 7 phòng rồi. Đó, chúng ta có lavabo, rương soi, bồn vệ sinh, gạch ốp phun trần, vòi tắm hoa sen đầy đủ hết rồi. Và ban công chỗ ra phía trước nè. Càng lên cao thì view càng đẹp luôn á. View ra trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mình ha. Giường ngủ, tủ quần áo đầy đủ hết rồi. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng phía trên nữa để tham quan ngôi nhà. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sở hữu ngôi nhà về giá bán tốt nhất. Và em đang có mặt tại không gian khu vực tầng tiếp theo nè cả nhà, để chúng ta cùng tham quan phòng ngủ thứ 8 rồi đó. Nếu mà tính thêm bếp nữa là mình có tới 8 phòng ngủ lận. Bếp tại lầu 1 đó cả nhà. Đó, gia chủ thiết kế cũng hoàn thiện luôn rồi, giống y chang tầng bên dưới thôi. Chúng ta cũng có toilet sử dụng riêng luôn nè. Đây, ô cửa sổ giếng trời. Và di chuyển ở phía trước thì mình có ban công ha. Ban công, khu vực trồng cây, trồng hoa. Mình còn một cái sân thượng nữa nha cả nhà. Đó, bên trên thì gia chủ mình có thiết kế cho mình mái che nè, mái che di động đầy đủ hết rồi. Ban công sân thượng phía trước thì gia chủ mình đặt bồn nước, sorry cả nhà, đặt cục nóng máy lạnh á. Bồn nước thì trên tầng tum phía trên nữa. View thì rất là thông thoáng luôn rồi ha. Đó, view ra trung tâm thành phố nè. Một căn nhà với giá bán là 11.700.000 đồng thôi. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Cho một căn nhà mặt tiền đường với diện tích là ngang 5, chiều sâu là 21m. Nhà đầy đủ công năng luôn á. Mặt tiền phía trước dùng để kinh doanh, không gian khu vực phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Nhà mình được gia chủ thiết kế
Khu vực bếp riêng biệt luôn có thang máy đi di chuyển bên trên lên tới 8 phòng ngủ. Nhà này mà thiết kế làm căn hộ dịch vụ á, thì có thể thiết kế trên 10 phòng rất là thoải mái luôn đó nha. Đây mình khi một cái sân thượng bên trên đó nè. Đó, gia chủ thiết kế cho mình ô cửa giếng trời, lấy sáng cho ngôi nhà vào ban ngày ha. Bên trên này thì chúng ta lên đây á, trồng cây trồng hoa rất là thuận tiện luôn. Hằng đi đang quay vào một buổi trưa cũng 3 giờ hơn rồi, nhưng mà không có nắng lắm, do nhà mình hướng chính hướng nam á cả nhà, không có bị nắng chiếu gọi vào đâu. Để một tiếng nha. Đây mình còn một cái sân thượng nhỏ nhỏ ở trên nữa, nơi đặt bồn nước nè, kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời đó. View thì quá thoáng luôn rồi. Lên đây trồng cây trồng hoa. Và biết thì mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha, với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Thật sự là Hằng Ni rất là trân trọng tình cảm khách hàng mình luôn ưu ái và đón xem ủng hộ cho em. Em xin kính chúc gia đình mình, các cô chú anh chị luôn có sức khỏe an yên và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Trong lúc xem Hằng Ni có sai sót chỗ nào, mong gia đình mình góp ý để em hoàn thiện hơn nha. Thôi em xin chào tạm biệt cả nhà mình nhé. Bye bye.